Chào các bác, lại là em đây. Tây Bắc Bí Ẩn xin kính chào tất cả mọi người đang xem video. Xem video này nếu thấy hay các bác cho em xin một like và một đăng ký nha các bác. Hiện nay tình hình dịch Covid rất là căng thẳng nên em cũng ít đi ra khỏi nhà để quay video cho các bác xem được. Ngày hôm nay có thời gian rảnh rồi em lại trở lại với các bác đây nào, chúng ta lại bắt đầu hành trình. Chỗ em là vùng cao nên đồ ăn của rừng cũng rất sẵn có. Trước tiên em ra sau đồi, ở những bụi cỏ rậm rạp là kiếm được thức ăn ngay. Sau một hồi đá ống bơ dở đủ các món nghề bồ hoa cà rồi đến bồ hoa mướp là em đã bắt được rất nhiều các chú cào cào châu chấu đủ loại, con nào cũng béo mập nhìn là đã chảy nước miếng. Tiện thể em tóm luôn một tổ ong muỗi tổ ong để chế biến cùng cho đủ bữa. Chúng ta cùng đi chế biến nào các bác. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu moi ruột cào cào châu chấu để loại bỏ chất bẩn trong người chúng ra, từng con một cho đến khi hết số cào cào châu chấu đã bắt được, có một lúc mà cũng được kha khá các bác ạ. Tiếp theo đến tổ ong, vì là loại ong muỗi nên hơi nhỏ phải dùng nhíp để cắp từng con một. Tổ ong bé vậy thôi mà cũng nhiều con ra phết đấy các bác, nhìn con nào cũng vàng ươm, một số con có cánh các bác cẩn thận nó chích nha. Trong khi bắt cũng khá là vất vả, không may bị nó đốt vào mặt hoặc môi thì cứ gọi là sưng như quả ổi trên mặt, nhìn mà buồn cười ha ha ha. Tiếp theo ta sẽ thái một quả ớt, một củ hành khô và một ít lá chanh. Sau đó ta cho mỡ vào chảo cho nóng già, cho ớt và hành vào phi cho thơm. Tiếp theo ta cho cào cào châu chấu vào rang, nghe tiếng mỡ xèo xèo mà e đã chảy nước dãi các bác ạ. Con này chỗ các bác ghi tên là gì các bác cho bình luận dưới video nha. Còn chỗ em thì em cứ gọi tên là cào cào châu chấu thôi. Đảo được một lúc mùi thơm đã bốc lên, ta cho ít mắm mì chính vào đao đều cho ngấm gia vị. Tiếp tục cho bát nhộng ong vào đảo cùng, vì nhộng ong rất mềm nên phải đảo nhẹ tay cho nó đỡ bị nát. Khuyến cáo với các bác nào bị dị ứng nhộng ong thì không nên bắt chước em làm món này nha, đi viện cấp cứu em không chịu trách nhiệm đâu ạ. Sau khi đảo một lúc mấy con cào cào châu chấu đã tương đối săn chắc lại thì chúng ta cho lá chanh vào đảo đều. Đã lâu cô được ăn món này nên nhìn thấy chảo châu chấu cào cào vàng ươm xen lớp lá chanh màu xanh thơm phức là em đã rơi hết nước dãi rồi các bác ạ. Cuối cùng sau thời gian vất vả xào xào nấu nấu quay video cho các bác xem thì em đã có được thành quả những con cào cào châu chấu béo ngậy ngấm đủ gia vị có mùi thơm của lá chanh. Ôi cuộc đời còn có gì ngon hơn nữa, đã bác vào được ăn món này chưa? Nếu chưa thì hãy thử một lần nha. Ăn món này mà có cốc bia lạnh thì còn gì hơn nữa nhỉ các bác? Xin mời các bác cùng thưởng thức với em nha. Các bác bớt chút thời gian xem video và cho em xin một đăng ký với ạ. Các bác để em lấy động lực là chính chứ cũng có kiếm được mấy đồng trên YouTube đâu các bác ạ. Hẹn các bác ở các video tiếp theo nha.